Nàng đẹp trai You Beautiful là một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất của Hàn Quốc vào năm 2009, đặc biệt với các fan mê K-pop. Cho đến tận bây giờ, thì bộ phim Cô Nàng Đẹp Trai vẫn là tác phẩm được các mẫu phim cài đi cài lại nhiều lần. Và sau 12 năm, dẫn diễn viên chính của bộ phim này đã có nhiều sự thay đổi. Và hiện tại thì họ như thế nào? Hãy cùng Vlog Giải Trí tìm hiểu trong video này nhé! 1. Park Shin Hee. Trong bộ phim Cô Nàng Đẹp Trai, thì Park Shin Hee đảm nhận vai chính Go Min Yeol, một cô gái khao khát trở thành nữ tu. Nhưng cuối cùng Go Min Yeol lại phải cải trang thành anh chàng sinh đôi Go Min Nam và hoạt động trong ban nhạc Angel. Để đảm nhận vai diễn này, thì Park Shin Hee đã cắt phăng mái tóc dài, cố gắng hết sức để cư xử như một chàng trai. Nàng tomboy Go Min Yeol năm nào được lòng rất nhiều khán giả nhờ vẻ ngoài tinh nghịch và đáng yêu. Đến nay ở tuổi 31, không còn là cô nàng đẹp trai năm ấy nữa, thì Park Shin Hee ngày càng xinh đẹp, mỹ miều hơn, toát lên thần thái chuẩn ngọc nữ của màn ảnh Hàn. Cô Nàng Đẹp Trai là bệ phóng đưa sự nghiệp của Park Shin Hee từ sao nhí một thời lên hàng nữ chính được bao người săn đón. Sau Cô Nàng Đẹp Trai, Park Shin Hee tham gia vào hàng loạt dự án phim điện ảnh lẫn phim truyền hình ăn khách như The Hairs, Pinocchio, Doctors, Memory of the Alhambra, Alive. Park Shin Hee giờ đây đã có vị trí vững chắc ở trong giới showbiz, là diễn viên nữ được yêu thích hàng đầu. Ngoài sự nghiệp thành công, thì Park Shin Hee còn có chuyện tình bền đẹp. Bên nam diễn viên Choi Tae-jun. 2. Giang Woon-suk. Tham gia Cô Nàng Đẹp Trai, Giang Woon-suk đóng vai Hoàng Tae Ki-ung, ca sĩ chính kiêm tay guitar của Angel. Vai diễn này đã giúp Giang Woon-suk trở thành mỹ nam được yêu thích và săn đón nhất vào thời điểm năm 2009-2010. Nhân sắc lạnh lùng kiểu trai hư và phong cách phi giới tính của Giang Woon-suk khiến hàng triệu thiếu nữ phải mê mẩn. Cũng từ đây mà nam diễn viên được gọi với biệt danh là Hoàng tử châu Á. Giống như Park Shin Hee, sự nghiệp diễn xuất của Giang Woon-suk cũng phát lên nhờ bộ phim Cô Nàng Đẹp Trai. Đáng tiếc sau đó thì anh liên tục tham gia đóng phim nhưng mà không có tác phẩm nào có thể lặp lại thành công giống như Cô Nàng Đẹp Trai. Vào năm 2015, Giang Woon-suk còn vướng phải scandal trốn thuế. Dù được chứng minh là vô tội nhưng mà hình ảnh và sự nghiệp của anh chàng vẫn bị ảnh hưởng. Sau sự kiện này, anh quyết định tập trung phát triển tại Nhật rồi dần mất đi danh tiếng của mình tại quê nhà Hàn Quốc. Và đến tận năm 2016 thì Giang Woon-suk mới nhận lời mời làm MC cho Produce 101 và trở lại diễn xuất. Trong thời gian hoạt động tại Nhật Bản thì nhan sắc của Giang Woon-suk tụt dốc không phanh. Anh chàng trở nên già nua, tăng cân, mất đi vẻ đẹp phi giới tính, từng nổi tiếng một thời. Thế nhưng sau khi xuất ngũ vào năm ngoái thì Giang Woon-suk đã nỗ lực giảm cân và lấy lại được phần nào ngoại hình khi xưa. Gần đây thì anh vẫn phát hành sản phẩm âm nhạc và thỉnh thoảng vẫn cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội. 3. Dung Dung Hwa, CN Blue. Trong bộ phim Cô Nàng Đẹp Trai, Dung Hwa đảm nhận vai nam phụ Kang Shin Woo, luôn ở bên cạnh và âm thầm giúp đỡ nữ chính Go Mi Yeon. Hình tượng chàng trai ấm áp, lãng mạn giúp Dung Hwa thu hút thêm biết bao nhiêu fan nữ, trở thành nét đối lập thú vị với vai nam chính của Giang Woon-suk. Sau thành công của bộ phim này thì diễn xuất của anh đã được công nhận, từ đó mà Dung Hwa tiếp nối duyên phận với Park Shin Hee trong bộ phim Hurt Ching và tham gia nhiều tác phẩm khác. Dung Dung Hwa luôn gắn liền với hình tượng trong hoàng tử hát tình ca ngọt ngào, đời tư trong sạch, nói không với scandal. Thế nhưng vào năm 2016, thì nam idol kiêm diễn viên này lại bị nghi có hành vi giao dịch nội gián, nhưng mà sau đó đã được xử vô tội. Chỉ sau đó 2 năm, Dung Dung Hwa lại vướng vào nghi vấn, được tuyển thẳng vào trường đại học Kung Hee mà không thông qua phỏng vấn. Cũng từ đó mà hình tượng của Dung Dung Hwa phần nào đã bị ảnh hưởng sau nhiều lùm xùm. Sau khi nhập ngũ từ năm 2018 đến 2019, năm 2021 thì Dung Dung Hwa lần đầu tiên trở lại màn ảnh nhỏ trong drama Sell the House to the House với vai chính bên cạnh diễn viên Jang Na-ra. Anh đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi tích cực nhờ thể hiện diễn xuất đa dạng của nhân vật Oh In-boom. Có thể thấy sau 12 năm thì nhan sắc của Dung Dung Hwa không những không thay đổi nhiều mà còn trưởng thành, nam tính hơn hẳn. Ở tuổi 32, anh vẫn giữ được vẻ ngoài điển trai và hào hoa phong độ. Thậm chí Dung Dung Hwa vẫn khiến các fan nữ phải xịt máu mũi với những pha khoe body 6 múi săn chắc ở trong phim mới. 4. Lee Hong Ki, nhóm FT Island. Trong bộ phim Cô Nàng Đẹp Trai, thì Lee Hong Ki hòa thân thành Jeremy, giọng ca chính và tay chồng của ban nhạc Angel. Nhờ ngoại hình dễ thương, điển trai cùng với tính cách tưng tửng, tươi sáng, y như nhân vật đã giúp Hong Ki trở thành người phù hợp nhất để đảm nhận vai diễn Jeremy. Hậu Cô Nàng Đẹp Trai thì Lee Hong Ki tiếp tục đóng phim và hoạt động tích cực cùng FT Island. Trong 12 năm qua, Lee Hong Ki đã ghi dấu ấn với những vai diễn trong bộ phim Bride of the Century, Musker Girl, Modern Farmer và A Korean Odyssey. Gần đây, Lee Hong Ki đã chính thức hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Hiện tại thì sau nhiều năm, ngoại hình của nam diễn viên kiêm thần tượng sinh năm 1990 này dường như cũng không hề thay đổi nhiều. Anh vẫn giữ được nét trẻ trung, tươi sáng như vai diễn Jeremy năm nào. Có thể thấy sau 12 năm đã trôi qua thì dàn diễn viên của cô nàng đẹp trai đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa, nhưng hình ảnh đẹp của họ vẫn sẽ còn mãi trong lòng của những người yêu bộ phim Cô nàng đẹp trai năm nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog giải trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.